đâu có chạy không chạy đâu, khỏi không có quần ấy đó hả? Đây mà. Hay vậy. Trời ơi. Đẳng cấp. Ồ. Được em cá kiểm nha. Ồ, cầm bắt con cua luôn nha. Không chói luôn ha. Cái. Cái gì vậy? Có phi khủng. Có phi này mới đã nè. Nãy giờ được con bự nhất đầu mùa. Hai, chào cả nhà nha. Lại là mình đây. Hôm nay thì anh em mình lại tiếp tục đi mò cá nha cả nhà. Hôm nay thì anh em mình đi ngoài dạch, ngoài sông để mò cá làm sao. Nhưng mà vô tình đi ngang qua đây nè. Đây, đang đi vô tình ngang qua một cái vũng nước nhỏ thôi, thấy cá chạy nhiều quá nên bây giờ anh em cháu mình xuống đây mò cá thử coi dưới đây có gì nha. Thì cả nhà muốn biết hôm nay anh em mình có gì thì cả nhà nhớ xem hết video của anh em mình nha. Nó qua tới đó vô kìa. Ôi cá lóc bay. Đâu á? Trời ơi, chui vô bao. Hả? Trời ơi, chui vô bao chạy ra đây chứ. Ôi. Ôi, cá lóc khỏe. Vô kèo. Vô bao dưới lát luôn. Ôi cái vũng nó cạn queo nhỏ chiếu vậy mà có cá lóc nha cả nhà. Cá gì chứ mà nó bự quá nè. Con dữ lắm. Trời mò tôm ngon quá trời luôn. Trời cá chui vô bao. Ở đây cá chết quá trời. Tôm nè. Tôm lên vào chết. Được em cá kiểm nha. Ngon lành này. Mập ú luôn trời. Ngon quá. Cầm bắt con cua luôn nha. Không chói luôn ha. Ôi giời, cái gì vậy? Nó ngồi lên hay gì? Nó chua hang á. Bỏ vô bao luôn, bỏ chói luôn.
Cậu chó vô lá cắn cắn cá cắn tôm ạ. Uổng vậy. Một cái vũng nhỏ thôi cá rất nhiều. Hồi nãy giờ mình bắt mình quăng lên trên bờ cũng nhiều nữa. Mà cá nhỏ nhỏ không à. Ví dụ như con này nè, con này bàn tay của mình nè, nó nè. Thì cá này cũng gọi là mập mập nha, rất là mập luôn. Ôi quá trời luôn. Mà tại cá phi mình thấy mình sợ quá nên mình không có bắt. Hồi nãy giờ thấy cá nói đi nổi đầu quá trời luôn mà chưa có bắt được. Bây giờ cái anh mình mượn cái vợt nè, trời ơi nó nổi đầu nè, cá đói nổi đầu đều hết giáo luôn, rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, nhảy ra. Bỏ cái phi. Bự nha. Phi đâu có gì giờ là bắt sạch. Mình bắt ở đây xong rồi một xíu nữa mình sẽ di chuyển xuống dưới cái dưới đó. Xuống dưới đó mình bắt nữa. Tính nay da dạch lớn bắt cá không sao mà thấy cá trong đây mê quá thôi nãy lại đây. Trời ơi chú mình. Đấy bu 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 bu. Thấy ham luôn. Đây cá nổi đầu đưa ấy lên kìa. Đó. Còn bộ là cá đói nha, mà nó nổi gì đó, cá đói là cá đói kén nhỏ nhỏ không, không có được bự. Muốn nửa giọt luôn. Đó. Cá chẽm mới đưa lưng đó đó, đưa cái gai cao nó lên ở vòng vòng đó đó mà không biết chỗ nào. Sau một xíu mình vợt bằng lưới nè. Đấy, bắt vô mình nửa vợt rồi đó. Ăn chừng 20 phút thôi à. Là đầy bao luôn. Quá trời à. Quầy khó quầy không thấy. Tại thứ nhất là trời đang nắng quá. Với mình thấy cá nhiều quá nên mình xuống mình bắt phụ nên ha. Không có quay cho cả nhà xem. Cá này người ta tháo ra người ta không bắt được cá phi mà người ta không bỏ. Còn mình bắt về mình làm mắm. Về làm mắm. Với cho vòng vòng trong xóm ai ăn thì cho. Đây sử dụng cái chiếc bắt cá. Đây ơi. Cá đói nha, cá đói kến nha. Kến nhóc luôn. Rồi hết cái gì bắt đã đời luôn. Hoài bắt không hết luôn. Nó gai không à, không dám hút. Nó đâm thầy chứ. Trời ơi quá trời à. Thấy ở dưới mấy con cá bự quá trời kìa. Cá chẻm nhiều lắm luôn mà chết nè, cá chẻm chết. Cá bự nha. Chết. Với đặc biệt ở đây là có tôm đất nha. Nấu gì có đó. Vô được, vô. Lát giác gì không nổi quá. Có bắt chi nhiều quá lát sẽ giác sao nổi. Ai biết.
Kìa, kìa nó chạy xuống nữa nè. Đây mình quay cho cả nhà xem nha. Đó, nó đang chạy, chuẩn bị chạy xuống đó là cái đấu kến không đó cả nhà. Mình đang đứng đầu nước nè, chú mình quẩn dưới, nó đang từ đường mương đó nó chạy xuống đây. Cái bắt hoài luôn. Rồi bỏ bớt đi. Có phi khủng. Có phi này mới đã nè. Con rồi, nãy giờ được con bự nhất đầu mùa. Lâu lâu phải được một hai em gì chứ. Cái này thấy sướng không? Chỉ là đường có nước nhỏ thôi nhé, cực đâu à. Hồi nãy giờ ở trong đây xảy vàng cá chẽm nè, thử hôm nay các anh em mình có bắt được cái nào không. Ôi, cái này ok rồi chứ. Còn nấu gì nữa. Màu. Cá rất là nhiều nha, đây cá đối luôn nè, cá đối cá chấm cá phi luôn nè, bơi lãnh ngảnh luôn, rất là cạn luôn, mà cá nhỏ quá mình cũng làm tiếng bắt. Từ đây tới chiều là có nồi canh, nồi canh cá đấu kến này, canh chua cá đấu kến ăn nhức nách nha. Còn bự bự nữa thôi. Trời ơi nó nổi trắng đâu. Ở bên đó đó, qua hướng bên đó đó. Qua hướng bên đó thấy nào không thấy. Trời ơi cái gì đâu quá trời. Cá không được to nhưng cá rất là ngon. Đây cả nhà. Không biết mình quay có thấy rõ hay không. Đầu nó bây giờ lên luôn rồi. Trời đằng sau nè chú mời. Chú mời. Quay lại đằng sau nè. Mẹ. Ủy tôm, mình thấy con tôm. Bắt cá như là quýnh trận. Ém lỗ dậu. Trời ơi nó chạy ngập cái đường đó nữa rồi. Ý. Mày gì hả tôm? Mình cũng bắt được tôm nha. Gào cá là dính hơn chục con cá, gào cái hơn chục con cá. Cá đói không nha. Ê con tôm sao lớn đít em nè. Đó. Đó. Ừ. Ủa sải con tôm hả? Trời con tôm gì đây sải.
Tôm phải coi vậy. Tôm bay anh bờ kìa. Đó đó đó, tôm bay anh bờ đó. Ê ê, nước lên nó quay đầu rồi. Nè nè. Đó đó, lại xíu nữa. Tôm trên bờ đó. Đất không luôn. Cả nhà thông cảm, cái vợt này nó không có tay cầm nè, mình cầm mình không có hớt được, hớt sảy ủa. Quá nhiều rồi, ao cá đấu quá nhiều rồi. Đây cả nhà coi nè. Nổi đầu cũng nóng lạnh chưa? Bên kia nữa kìa. Rất là nhiều luôn á. Ôi giời. chưa đầy bao mà không nổi nữa. Người ta đáng lẽ có cá người ta mừng lắm, còn có cá bắt hết nổi. Một cái quơ tay thằng trưởng thôi là phải 5-10 con. Đây vô đất nhiều quá. Đất mệt quá, không nổi. Nắng quá cả nhà ơi. Nắng quá nó không nổi. Cá bên kia bây giờ bắt đầu cá bự bự nổi đầu rồi. Đất đã không? Toàn bộ là tôm đất không? Mấy con á? Sướng ế ơi, ơi, dạ, con dướng lại nữa. Bắt rồi. Ngồi chỗ mà ông vớt tôm kìa, bắt tôm thì đã ông nghe không? Rồi, mình đứng im bên đây, cái cá nó lủi lủi qua bên mình là quá trời không? Đây, cả nhà thấy con tôm không? Đó, đó, đó. Đây, tôm đất. Đó, mình đi tới đâu cá nó chạy tới đó nè. Đây, đây. Thì gớm chưa? Mà có điều bây giờ mà mấy anh với chú mình đầu về rồi. Lý do về thì bắt cá quá nhiều, mệt. Trời ơi, tụng nặng. Quá nặng rồi. Đây,
chúng mình đang bắt cá trên khô nè. Sợ chá nắng. Được được được, không sao đâu. Ở đây xuống đâu có chạy không chạy đâu khỏi. Nó quần đây đó hả? Đây. Hay vậy. Trời ơi. Đẳng cấp. Đây nè. Đây nó trong đầu. Hay thiệt chứ sao thấy dấu đi hay thiệt. Ồ, con cá to. Hết nói con cá luôn. Đây là thành quả có hai chú cháu mình bắt ngày hôm nay nè cả nhà. Hai chú cháu mình định đi bắt cống sao. Mà thấy ao người ta xả, người ta bỏ nè, cái chú cháu mình xuống bắt luôn. Có vì có đói quá trời luôn. Cá lóc nè. Đó. Cá lóc mấy con luôn nè, mấy con nữa nè. Cá chẽm nữa. Cá chẽm nữa nè cả nhà. Cá lóc cá đói, cá chẽm, cá phi, con nào lấy nè, kinh kinh đá không? Hồi nãy trong quá trình bắt thì cá nhiều quá nên nay mình ít quay cả nhà. Nên cái gì cả nhà thông cảm không? Cho cả nhà thêm thành quả thôi. Còn bây giờ thì anh em mình cũng xin dừng clip tại đây nha cả nhà. Cả nhà thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà.